đông muội đấy chị ạ. Cho chị, cho em cái nóng nào. Nóng thì bà về cái này nhìn nhá. Em đâu? Thôi, anh em nào quà cáp gì không nhỉ? Cho nó cho nó vàng vàng chị ạ. Cho nó vàng mà. Hết. Từ từ. Cho nóng mà. Bốc quà cho anh em nhé. Mẹ này ạ. Mẹ này một lúc thôi chị ạ. Đây này nhá, đây mới là quà mùng 8 tháng 3 nhá. Hoa làm gì đâu. Không cần hoa phải không? Hoa phải không? Mai có. Đây là hoa cần. Cho mang quà về đây cho em ăn đi. Ok. Sẽ có. Áo đấy, áo đấy, xấu đâu. Em một cân này nhá. Mang quà về cho Lương Thảo Vân này. Quà mùng 8 tháng 3 đây này, đi chơi đây này. Làm gì phải hoa mấy thằng quà làm gì. Đây là một bông hoa 58 cân đây này. Chơi đây chẳng muốn được thích hoa làm gì. Anh em nào quà cáp thì alo lên nhá. Tiếp nhận đơn nhá. Em chào chị Quân nhá. Mai có quà chị nhá. Ngon hay không? Xem cái trà kia. Có tất cả với nhau rồi chị. Cái trà kia là cái gì đấy chị? Em ơi, phải mua trà về biếu. Bé mà chưa, chị Nhất. Em ơi, được rồi, em chờ chị thanh toán tiền chị này đó. Đấy, ga đến rồi đấy, chị cho vàng lên đi. Mai mua đồ về cho bé nữa. Đúng rồi. Đây chào ba anh em. Chào anh Lục Tài nhá. Mấy lần chưa anh? Em được chưa? Một cân em đâu? Vẫn chưa ra thì thế nhau. Em 20 cân, 20 cân là rẻ nhá. 7 cân là 500, 10 cân 1 triệu. Đây biếu. Cái chị... Này, cái bà
em chỉ ngon bên đấy thôi, không ngon bên đấy đâu nha. Em đang tên với chị luôn nha, em chụp con hàng này thôi. Đấy, vâng. Thế nào đưa ai đi? Nếu mà không phải hàng này thì thôi đi. Này em ơi, mai chị này chưa, bánh thì được rồi nhưng mà chị chưa ăn được một cân em đâu bánh này. Anh Thương ơi, anh còn hạt 50 không? Em một cân. Cân thôi đâu, em được không? Rồi, một hộp này mấy gái thì 10 gái ạ. Anh chị ơi, anh chị lấy một đấy, lấy hạt đi. Em mong hạt cho, cả bảo em sáng mai mong hạt cho con ơn. Cơm mai thì để tôi lấy hạt một thôi. Đúng rồi. Cái này loại ngon bao nhiêu? Loại em một loại 70, một loại 50 ạ. Chị của em đâu chưa để em đi. Các chị ơi, các chị cho em cả một cân được không? Một cân của chị nào một sách nhỉ? Không. Chị ơi, sách cho em một cân thật rẻ với. Sách cho em một cân thật rẻ với. Chị ơi, các chị lên đi xong à, em cho em số. Muội đi. Em xem cho. Để em đợi. Một cân em ơi, cho bọn chị cháy nóng thôi nhá. Các chị ơi, mang về có phải để nguội. Mai thì em mới sang mà, thì trong ngày mai, sáng mai, chứ còn làm gì em đang tối lên với chị đâu. Bây giờ hiện tại có em không còn nữa mà chị. 3, 4. Em phải lấy 2 để bớt nữa đi. Đúng rồi, em phải lắm rồi. Chị ơi, chị hỏi cả mấy số đi, mà em đặt rẻ em 40.000. Cho xong rồi, xong rồi chị cho em 2 số đi. Nhớ đâu như hôm nọ em bảo một chị khách không còn được nữa.